Xin được trở lại với chủ đề chính của Tương Lai Xanh tuần này. Theo báo cáo của một cơ quan chức năng, thì chỉ tính riêng của một nhà hàng ở Vĩnh Phúc thôi, thì mỗi ngày ở đây đã nhập vào khoảng là 500 con chim sẻ đông lạnh, chưa kể các loại chim hoang dã khác để kinh doanh và chế biến thành món ăn. Từ đó có thể thấy là rất khó để có thể tính toán được mỗi ngày trên toàn quốc có bao nhiêu nhà hàng lớn nhỏ kinh doanh thịt các loại chim hoang dã như thế, và có bao nhiêu chim hoang dã di cư đã trở thành những món ăn. Một số loài chim như là cò nghênh, vạc, bồ nông, diệc xám, vịt trời và thậm chí là sâm sen đã thường xuyên bị bẫy, bắt để chế biến thành những món ăn cho khách. Tình trạng này đang diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước. Đây là loạt hình ảnh được báo Dân Việt ghi lại vào tháng 12 năm 2020 tại một số nhà hàng của tỉnh Hà Nam và Vĩnh Phúc. Bị nhốt trong những cái lồng như thế này, những cá thể gà đồng hay còn gọi là khung núm, sâm cầm hay diệc xám này không quen với thế giới chật hẹp của chiếc lồng. Một vài con trong số chúng đã bị bẫy bắt khi đang di chuyển tới các vùng kiếm ăn. Anh bắt ở đâu mà lắm thế này? Lào. Lào á? Con này là nuôi à? Con này cũng ở đây hết, ngói đá. Hoàng dã? Hoàng dã hết. Đây, gà đồng, sâm sen này. Qua khách ăn nửa lồng. Bao nhiêu người mà ăn được nửa lồng? Qua khách từ sáng đến tối luôn. Xong lại xin mang đi đây, giờ lại mang đi đây thế. Tại nhiều địa phương, rất nhiều nhà hàng với bảng hiệu đặc sản chim trời được mở kinh doanh đủ các loại chim hoang dã. Mỗi ngày, mỗi nhà hàng tiêu thụ một khối lượng lớn chim hoang dã, có thể lên tới vài chục kg. Theo các chuyên gia bảo tồn, nhiều loại thuộc diện nguy cấp như giang sen hay diệc xám, bồ nông. Lỗi em báo chị là chợ mất một con đấy anh. Là con đấy là con giang đúng không? Con giang hay con ngỗng nhỉ? Con giang ạ. Con giang đúng không? Vâng ạ. Cân 6? Tầm cân rưỡi cân 6 thì đấy, em chưa cân, em chưa cân em không biết. Rồi, thế thì buổi chiều anh có gì anh gọi nhá. Vâng. Em vừa nói là 1 triệu mốt đúng không? Vâng, 1 triệu anh ạ. Đảm bảo là của rừng, của hoang dã đấy nhá, không phải nuôi. Không nuôi được anh ạ, con này không bao giờ nuôi được. Lúc nãy em nói ở vùng nào ấy nhỉ? Con này ở bẫy ở Hà Nam, rồi bẫy ở Ninh Thái Bình, Ninh Bình. Báo cáo của Tổng cục Môi trường, Việt Nam có 868 loài chim thì có tới 109 loài cần quan tâm bảo tồn, 11 loài cực kỳ nguy cấp, 19 loài nguy cấp, 28 loài sắp nguy cấp và 50 loài sắp bị đe dọa. Trong danh sách các loại chim di cư đến Việt Nam theo mùa thì ngỗng trời hay là nhiều loại khác thuộc họ vịt, cò thìa mặt đen, mòng bể đầu đen lớn, chót lớn mỏ vàng, hiện nay rất hiếm và thậm chí là chúng ta không còn thấy nữa. Sử dụng súng săn này, súng tự chế, lưới, bẫy và các công cụ săn bắt khác, những tay săn chim bất chấp những quy định về bảo vệ động vật hoang dã, tận diệt đi nhiều loài chim quý hiếm, khiến cho nhiều loài đã biến mất vĩnh viễn. Hình ảnh này ghi lại cách đây hơn một năm tại cánh đồng huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Từ sáng sớm, các thợ săn chim cu chuẩn bị đồ nghề. Họ mang theo bẫy lưới và hai chú chim cu mồi. Với cách bẫy này, rất nhiều loài đã bị dính. Không chỉ dùng lưới, nhiều người đi bẫy chim ở miền Tây còn sử dụng cách săn chim khác. Đó là sử dụng chất kết dính hay còn gọi là bẫy keo. Và điện thoại phát ra tiếng của hàng chục loại chim khác nhau để dụ chim về. Đây là cách bẫy chim tận diệt, bởi bất kể loài chim lớn nhỏ nào cũng không thể thoát thân nếu bị dính vào bẫy này. Dân họ bắt chim, họ chả lựa chọn bắt con gì cả. Chủ yếu họ bắt là bằng lưới hoặc là bằng bẫy keo đấy. Cái phương pháp đấy nó đều tận diệt. Và từ con gọi là bị đe dọa tuyệt chủng, được quan tâm bảo tồn toàn cầu cho đến những con phổ biến, tất cả đều sẽ bị bắt. Thường thì những loài mà nó đi thành tập đoàn, đi đông, đặc biệt là những cái loài mà di cư gần, những loài chim nước di cư gần. Và cuối cùng thì những cái con mà sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất là những con mà nó bị đe dọa tuyệt chủng cao. Chim bị bẫy, loại nào cũng có thể bán với giá đắt rẻ khác nhau. Năm 2019, chợ nông sản huyện Thạch Hóa, tỉnh Long An là nơi tập trung bán rất nhiều loài chim và thú quý hiếm. Mặc dù nằm sát ngay khu bảo tồn, nhưng mỗi ngày
hàng trăm con chim các loại được bày bán và bị giết thịt. Giang sen, loài chim nằm trong danh sách bảo tồn nguy cấp, nhưng ký ốt nào cũng có. Những người bán hàng cho biết phải săn chúng trong khu bảo tồn. Thời điểm đó không chỉ là các loài chim quý, khỉ cũng được bày bán. Những đội săn bắt chim chuyên nghiệp xuất hiện ở đâu thì chim trời ở đó dần biến mất. Chúng ta đều biết là việc tận diệt các loài chim hoang dã có thể ảnh hưởng tới những mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái, gây ra sự suy giảm đa dạng sinh học. Tuy nhiên, theo pháp luật hiện hành thì chỉ những hành vi vi phạm ảnh hưởng tới loài chim nguy cấp hoặc là săn bắt các loài chim hoang dã trong khu bảo tồn thiên nhiên thì mới bị xử lý. Đây là thực tế khó khăn để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các loài chim hoang dã. Chỉ cần lên mạng tìm kiếm từ khóa đặc sản chim trời hay chim hoang dã, rất dễ để tìm thấy những địa chỉ quán ăn, nhà hàng kinh doanh các loại chim hoang dã như thế này. Họ không chỉ quảng cáo các món ăn từ chim hoang dã mà còn sử dụng cả hình ảnh sống động để chứng minh chúng được chế biến từ chim hoang dã tự nhiên. Chỉ tính riêng cái số liệu của Trung tâm Ứng thiên nhiên ENV thì chúng tôi đã ghi nhận 426 cá thể chim hoang dã bị tịch thu trong các cái vụ vận chuyển buôn bán hoặc là được tự nguyện chuyển giao. Thế nhưng theo ENV thì cái con số này nó chỉ là bề nổi của đảo băng chìm thôi và chưa thể phản ánh được toàn diện cái hiện trạng săn bắt buôn bán chim hoang dã và chim di cư diễn biến hết sức phức tạp hiện nay. Bởi trên thực tế thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều các thông tin của người dân về việc là nhiều đối tượng đang sử dụng những cái bẫy lưới tàng hình hay là những cái công cụ phương tiện khác để có thể săn bắt chim di cư ở khắp các địa phương trên cả nước. Cũng theo bà Hà, có cầu thì sẽ có cung. Số lượng chim hoang dã bị bẫy bắt nhiều hơn do nhu cầu sử dụng, tiêu thụ ngày một cao. Đối với người sử dụng, khi được hỏi, có đến 64% cho rằng họ sử dụng động vật hoang dã vì được cho, được mời dùng. Khoảng 34% người cho rằng họ dùng làm thực phẩm vì ăn ngon. Một số ít còn lại thì cho rằng có lợi cho sức khỏe. Hiện nay chế tài đối với hành vi vi phạm bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp là rất nghiêm khắc. Theo luật hình sự, vi phạm cao nhất có thể kết án từ 15 năm tù giam và phạt 15 tỷ đồng. Nhưng đối với chim di cư thì chưa có. Luật hình sự cũng có những cái điều khoản về động vật, về liên quan đến săn bắt động vật hoang dã. Còn trong luật bảo vệ phát triển rừng, luật lâm nghiệp hiện tại và luật bảo tồn đa dạng sinh học thì đều không có cái nào cụ thể về chim di cư. Trong các nghị định cũng thế, nó cũng không có một cái điều cụ thể nào về săn bắt chim trong mùa di cư. Thậm chí là ở một số cái địa phương họ còn áp dụng một cách cứng nhắc là vì ở trong luật lâm nghiệp chẳng hạn, hoặc là luật hình sự thì họ nói đến là động thực vật rừng. Và họ nói là cái bọn bay ngoài đấy không phải là động thực vật rừng. Rất nhiều chim tự nhiên đã bị bắn chết như thế này. Trước tình trạng săn bắt, tiêu thụ các loài chim di cư tại Việt Nam diễn biến phức tạp và ảnh hưởng tới đa dạng sinh học, cũng như là việc thực thi hiệp định về đối tác đường bay chim nước di cư tuyến Úc, Đông Á, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo chỉ thị về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để có thể bảo tồn các loài chim hoang dã di cư tại Việt Nam. Trong đó thì phân rõ trách nhiệm cụ thể cho các bộ và ngành, các địa phương để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và ban hành. Đây là bản đồ 9 đường bay chính của các loài chim nước di cư và một số loài chim ăn thịt di cư trên thế giới. Tuyến đường bay màu đỏ Đông Á - Úc Châu trải dài từ Viễn Đông Nga và Alaska về phía Nam qua Đông Á và Đông Nam Á đến Úc và New Zealand, bao gồm 22 quốc gia. Trên tuyến đường bay này, hơn 50 triệu loài chim nước di cư từ hơn 250 quần thể khác nhau. Quá trình di cư, các loài chim nước cần có các vùng đất ngập nước an toàn và giàu dinh dưỡng để nghỉ ngơi và kiếm ăn, tích lũy đủ năng lượng để cung cấp năng lượng cho giai đoạn tiếp theo của cuộc hành trình. Việt Nam là một trong những điểm trú đông dừng chân quan trọng. Khu vực Bách Thảo này chủ yếu là đến mùa mà di cư
khoảng tháng 10, tháng 9, tháng 10, loài chim của bộ sẻ. Bọn nó thì cả hai nhóm, cả di cư Bắc Nam lẫn di cư độ cao, nó sẽ về trên cái tuyến đường đi của nó. Nó luôn luôn cần những cái khoảng xanh, ít nhất thì nó phải dừng, nó nghỉ, xong nó mới bay tiếp. Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định, Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp, Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau và nhiều khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt là những nơi đảm bảo về môi trường, nguồn thức ăn và điều kiện làm tổ để nhiều loại chim hoang dã di cư trú ngụ, sinh sản. Mỗi năm thu hút hàng chục ngàn con các loại. Có mấy nhóm chim di cư chính. Cái nhóm mà chim di cư đường dài ấy, thì nó có thể bay đến hàng chục nghìn km. Chủ yếu là nó sinh sản ở cái vùng lạnh nguyên phía Bắc. Siberia có một số loài thì sinh sản ở những vùng lạnh của Trung Quốc, Hàn Quốc. Và sau đấy thì nó di cư xuống phía dưới này. Có những con thì nó sẽ dừng lại trú đông ở Việt Nam, chẳng hạn như cò thìa. Nhưng có những con, nhất là những cái loài trong bộ rẽ, là nó di cư rất là xa, di cư đến tận Úc và New Zealand. Nên là các điểm ở Việt Nam, các điểm chim di cư ở Việt Nam nó có đóng cả hai vai trò là điểm trú đông và điểm dừng chân. Một số loài trú đông và dừng chân ở Việt Nam được chia làm 3 nhóm: di cư sinh sản, di cư dài theo trục Bắc Nam, cò thìa, rẽ, chót, các loài trong bộ vịt, di cư từ vùng Bắc Cực đến miền Nam ấm áp, di cư độ cao, gồm các loài bộ sẻ, mùa đông chúng di cư từ trên cao xuống vùng thấp hơn, di cư khoảng cách ngắn do nhu cầu đặc biệt về thức ăn hoặc tìm nơi phòng tránh, bảo vệ trong mùa thay lông như xếu đầu đỏ. Các loài chim di cư bị bó buộc bởi nhu cầu sinh học, sinh thái, di cư vì nhu cầu về thức ăn, sinh cảnh, vì thế buộc phải di chuyển. Sự có mặt của xếu đầu đỏ ở Đồng Tháp, của cò mỏ thìa ở Nam Định và nhiều loài khác cho thấy tầm quan trọng và hệ sinh thái giàu tính sinh học ở Việt Nam mà rất nhiều loài chim di cư đã lựa chọn. Cần phải thực hiện những cái biện pháp để bảo vệ các cái khu vực sinh sống, đặc biệt là những cái vùng chim quan trọng. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng thúc đẩy hợp tác với các nước cũng như là các cái tổ chức quốc tế trong việc bảo tồn các cái loài chim hoang dã di cư, đặc biệt là Việt Nam là một nước thành viên tham gia vào cái đối tác đường bay chim di cư Úc Đông Á. Và như vậy thì chúng ta cũng đã xác định được các cái điểm dừng chân của các cái loài chim hoang dã di cư tại Việt Nam và phối hợp với các cái tổ chức để thúc đẩy, để triển khai các cái biện pháp bảo vệ các cái loài chim này. Việt Nam là khu vực có tầm quan trọng về bảo tồn các loài chim hoang dã trên thế giới. Hiện nay đã xác định được 63 vùng chim quan trọng toàn cầu, 7 vùng chim đặc hữu. Trong số 49 loài đặc hữu ở Đông Dương, Việt Nam có tới 33 loài, trong đó 10 loài chỉ xuất hiện ở Việt Nam. Vì vậy, bảo vệ hệ sinh thái thông qua thiết lập các khu bảo tồn đa dạng sinh học, xác định vùng đất ngập nước để bảo vệ môi trường sinh cảnh sống cho các loài chim di cư là nhiệm vụ ưu tiên được Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các ngành liên quan triển khai thực hiện. Việc tiêu thụ động vật hoang dã nói chung và tiêu thụ các loại chim hoang dã di cư nói riêng được xem là nguyên nhân chính gây nên sự tuyệt chủng của các loài và tác động tới suy giảm đa dạng sinh học. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và ban hành Nghị định số 66/2019/NĐ-CP về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, thay thế cho Nghị định 109 để nhằm bảo vệ các vùng đất ngập nước là sinh cảnh chính của các loài chim di cư. Bộ cũng đã triển khai thí điểm thành lập các khu bảo tồn đất ngập nước như là tại Thái Thụy, tỉnh Thái Bình hay là Tam Giang, Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm bảo vệ hệ sinh thái là nơi kiếm ăn và trú ẩn cho các loài chim, cũng như là hướng dẫn các địa phương thành lập các khu bảo tồn loài, sinh cảnh là nơi chim có thể về trú ẩn như là các sân chim hay là vườn cò. Nhưng có lẽ để bảo vệ các loài chim một cách lâu dài thì những giải pháp đồng bộ và sự vào cuộc của các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan chức năng tại địa phương và quan trọng là ý thức của mỗi người dân mới là điều quan trọng nhất. Việc nói không với bẫy, bắt, tiêu thụ và buôn bán các loài chim hoang dã ngay từ bây giờ mới giúp chúng ta hy vọng phục hồi được quần thể chim hoang dã và giúp chúng ta có một ngôi nhà an toàn trong một hệ sinh thái khỏe mạnh. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào và hẹn gặp lại.
Thank you.